Xe đạp chậm mọi người cao tuổi chơi trò của thanh niên. Áo vàng đang băng tiến về đích. Ai về đầu tiên thì là người về cuối cùng. Các bạn nhìn thấy áo đỏ kìa, cô áo đỏ kìa, gần như đứng im trên mặt đất. Cô cố lên, cố lên, cố lên. Trong cái phần thi này thì ai chậm nhất thì là người thắng. Áo vàng đang là người thế ra là người nhanh nhất. Cô chuyển từ giải đua xe đạp đường trường sang đi xe đạp chậm cho nên cô về rất là nhanh. Này chỗ này. Ồ. Oh. Mọi sự chậm chạp đều không tốt nhưng mà riêng chỗ này thì tốt đấy. Đấy, theo tôi chiến thuật là câu này nên đi. Đúng không? Câu nên đi. Rồi, một người giải nhất đã được rồi, ok. Vậy là số 5 mà đừng quên. Ba mươi năm đi chợ bằng xe đạp với cô đó. Xin lỗi mời các bạn nam chúng ta đi xe đạp chợ của nam. Xem nốt cái này nhá. Các đơn vị ta đã ký tên vận động viên. Xe đạp chợ của nam. Em đâu vậy? Các bạn đang theo dõi lượt thi đấu xe đạp chậm hội thao người cao tuổi Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022. Quang có chơi được cái trò này không? Mà về đầu tiên đúng không? Về cuối cùng. Còn trước còn chơi điểm rồi xịt cho bánh xe nó non lên được cơ. Số 6. Xem sau. Có nhiều cụ đi đã chậm rồi, không biết đi xe đạp có chậm không? Các bạn ơi, các bạn chưa đi trả xe lại cho bạn đi đây. Đây đi đang không chắc mà đi xe này không biết thế nào đây. Đấy, cụ lên xe rất chậm nha nhưng mà không biết là đi thế nào đây. Chờ bây giờ các cụ đi thi xe máy chậm á. À dạ, cụ bẻ lại tay lái hả? Dẫn chưa? Phải chỉnh lại yên xe cho phù hợp với độ cao. Tức là vô địch nữ đúng không? Vô địch xe đạp chậm nữ. Đấy, đại hình Maria ra làm vào phỏng vấn nóng luôn. À các bạn chú ý, chúng ta có 7 đơn vị thi đấu một lượt.
tổ chức sẽ chọn ra hai người có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết xếp hạng. Mỗi một đội có hai người. Đây có cờ tướng này, bóng bàn này, xe đạp chậm, bóng chuyền, còn cái này là gì? Yoga hay là gì, thể dục nhịp điệu gì đó? Yoga. Cờ tướng đâu đâu nhỉ? Tướng. Cờ tướng. Người ta để bàn ở đây, người ta đánh luôn. Tất cả có xe đánh trước đè lên phần trắng. Dạ, đấy bác ơi. Rồi, các bạn tập trung nè. Sẵn sàng. Được chân lên. Được chân lên. Rồi, các cụ đang rất là nhịp nhàng. Các cụ kia còn cầm cái kiếm vào tay đấy chứ. Ai nhanh sao tôi. Đúng rồi, cầm cái kiếm là nguy hiểm. Mà cụ các bạn được nhá, cụ đi chậm nhất. Rồi, một cụ đã tự loại chính mình. Ô số 7. Ô số 6 bằng Huy. Rồi, ô số 6 loại luôn. Ô số 1 loại luôn. Rồi, còn 3 lên đây nào. Còn 3 lên đây. Xe này non hơi này, chuẩn này. Xe số 5 tự loại luôn, tiếc quá. Ô số 5 bằng Huy. Rồi, ô số 4 loại luôn. Ô số 3 nhất. Đây là không cần đi nhanh mà chỉ cần đồng đội bỏ cuộc thôi là được rồi. À, cái cụ số 2, số 6 này đi xe cầm cái kính tay. Tiếp theo. Sớm chạm chân sớm rồi, ok. Số 1 loại. Già côn bóp phanh. Rồi, số 4 về đầu tiên. Số 4 loại, như vậy còn số 2 và số 6. Số 6 loại luôn. Số 2 về thôi. Cụ ơi, về số 2 về thôi. Cô về em đích chứ. Rồi, số 2 về đi, đi đấu chung kết thôi. Các cụ thi đấu nhanh. Bóp côn già phanh. Bây giờ là chung kết nam luôn à. Rồi, vòng chung kết xếp hạng gồm 4 vận động viên. Ô số 1, rồi Nguyễn Viết Đô, thị xã Phú Mỹ. Ô số 3, mời Châu Văn Thành, Đức Đỏ.
Nguyễn Văn Hành của Bà Rịa. Số 5 anh ơi. Áo số 7 Nguyễn Dũng của thị xã Phú Mỹ. Thi đấu là năm khác có nhiều môn nên giờ không biết sân nào. Bắt súng rồi đi cầm đồ đây mà. Mày đi. Nguyễn Dũng, Phú Mỹ số 7. Bà Rờ Tờ này. Đổi người thế mấy đội đổi người không à? Đây là chúng ta chúng ta đổi người bao nhiêu? Trách bà đi xem. Đi là gì chứ? Anh trước kìa đi phải trắng à? Sẵn sàng. Được tiến lên. Cụ số 8 có vẻ loại luôn. Tôi thấy nghi lắm. À cụ số áo đỏ. Ôi trời, đỉnh nhá. Có đỏ nghe cái vẻ đi dễ chống chân lắm. Chậm chậm thật đấy. Tiến lên cô ơi. Theo đánh giá của ban tổ chức thì nhiều khả năng là số 7 sẽ về đầu tiên. Số 7 đang băng băng về đích. Nhưng mà đây là thành tích không ai chấm. Cụ số 5 đang đi rất là loằng ngoằng nhưng mà cũng đang về sau cùng. Rồi, số 7 theo dự đoán của ban tổ chức thì số 7 là về đích đầu tiên. Số 3 hạng 3. Còn lại số 1 và số 5. Cố lên. Rồi, số 1 loại. Số 5 về thôi, số 5 về. Rồi, quá tuyệt vời. Số 5 của thành phố Bà Rịa. Đấy, mình đi chào khán giả. Đấy, nghe chưa? Phải thả hai tay rồi mới đi chứ. Vậy là lớn nam lúc nãy nữ là bên các cụ của cái gì đất đỏ hay sao, bây giờ là nam của Bà Rịa thôi. Chào đi, về đi.